với ta trên đồng hoang vu. Ta thấy em trong sợi nắng hồng, ta thấy ta trên vùng đất hàng, ta thấy em trong giọt nước xanh giấc ngủ gầy đưa ta viễn du. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Nhắc đến Đà Lạt thì nhiều người nghĩ ngay đến MPK, bởi vì MPK được xem như là một trong những người Đà Lạt đặc trưng nhất, phải không ạ? Và nhiều người vẫn biết đến nghệ sĩ MPK như là một nhiếp ảnh gia nghệ thuật. Và anh đã nổi tiếng rất nhiều trong lĩnh vực này. Thế nhưng còn có một lĩnh vực nghệ thuật khác mà ít người biết đến. Đó là gì vậy anh MPK? Thật ra là tôi là, như mọi người biết, tôi là một nhà nhiếp ảnh. Nhưng mà có những cái mà tôi không diễn tả được bằng ngôn ngữ của nhiếp ảnh thì tôi phải diễn tả bằng ngôn ngữ. Chẳng hạn như là về âm nhạc, về hội họa, về thi ca. Thì tôi cũng có một thời gian tôi có viết nhạc. Và nhạc của tôi thì là chỉ là được lưu truyền trong anh em. Mỗi lần tôi vui chơi thì tôi hát thôi. Thì ngày hôm nay chương trình đã mời tôi qua vấn đề âm nhạc, thì tôi cũng xin được phép chia sẻ những cái âm nhạc của tôi cho tất cả mọi người. Từ bao giờ mà anh đã bắt đầu có cảm hứng sáng tác âm nhạc vậy anh? Tôi viết nhạc cách đây lâu lắm rồi. Những cái bài nhạc mà tôi viết nhiều nhất là trong những năm 1985 bắt đầu những cái bài nhạc. Và trước đó nữa thì tôi, hồi còn bé thì tôi rất mê âm nhạc, tại vì biết buồn rất sớm, cho nên thích dùng âm nhạc để giải tỏa cái nỗi buồn của mình, nỗi lòng của mình. Hiền Hoàng nghĩ là anh hẳn có một bộ sưu tập rất nhiều ca khúc rồi, trong mấy mươi năm qua thì hẳn anh đã sáng tác rất nhiều ca khúc rồi, trong đó thì anh đặc biệt thích nhất ca khúc nào? Có một lần tôi nằm mơ, tôi ngày ấy tôi bị cô đơn mà, ở mình hoài à, thì tôi nằm mơ là tôi thấy một người con gái đi về trong mơ tôi. Rồi tôi thấy đẹp lắm, rất đẹp, rất lạ. Và tôi thì là đang ở trong cái nỗi đau khổ của sự cô đơn á. Tôi muốn đến với người con gái đó ở trên mây đó. Thì khi tôi đến á, thì bị out focus mất. Mà tôi dừng lại á, thì á, là người con gái lại rõ. Cái nỗi khát khao đó, nó kéo tôi hoài như thế. Trong giấc mơ thì tôi giật mình tỉnh dậy. Và khi tôi giật mình tỉnh dậy đó, thì tôi thấy một cái dòng nhạc chạy trong đầu tôi. Tôi cầm cây guitar, tôi là người có guitar thôi, cầm guitar và tôi đánh lại cái melody đó và tôi viết lại bài nhạc đó trong một buổi sáng thức dậy. Gầy đưa ta viễn du, trong mộng lành ta nhìn thấy em trên đỉnh cao. Sao trời em bước, ta gục đầu trong vực tối đêm. Vùng sương khuya chờ ngày nắng hạ, rừng xa đông chờ ngày nắng xuân. Nghe bước chân ai về đâu đó, ta giật mình chỉ thấy mình tan. Ta giật mình chỉ thấy mình tan.